cận kề mình gặp lại nhau. Sao thiếp nghe nhung đau nghẹn, khi hung tinh tơ gặp nhau trong ngày chiến thắng vinh quang, nay sắp được tương cùng mà lòng tiếc rối như tơ. Nhưng khi dừng cũng luôn nhớ thương chàng, nỗi nhớ biến thành sức mạnh dân nỗi đau thầm lặng của kẻ cầm quân chiến thắng gian lận. Là người ai cũng có dây phút biết mình cũng khao khát niềm thương. Nhưng hôm nay vì nghĩa đã quyết định.